Không biết là mọi người có giống mình không? Rất hay bị thèm miệng ấy, xong lại cặm cụi vào bếp cả buổi để nấu ăn cho nó đã cái nư ấy. Hôm nay thì mình bị thèm cơm gà Phan Rang, kiểu ghiền cái mùi cơm nấu với nước gà thơm nức mũi, béo ngậy ấy. Thế là sáng sớm đi chợ, lấy một con gà ta bé bé để nấu, thêm một con cá diêu hồng nữa để thêm món cho đỡ ngán. Cái kiểu mà cơm gà Phan Rang thì có nhiều cách nấu lắm nha. Cái này là cách nấu của nhà mình thôi, hơi cầu kỳ phức tạp một chút, nhưng mà sẽ được một đĩa cơm gà vàng tươi trông bắt mắt như thế này này. Con gà làm sạch rồi thì mình cho vào nồi để luộc, để cho da gà có màu vàng óng, phần nước cũng màu vàng tươi luôn. Thì mình sẽ thêm một ít bột nghệ vào, đập dập gừng với hành tím nữa cho nước dùng thơm hơn. Bây giờ thì đổ nước lạnh sắp mặt gà rồi luộc khoảng 20 phút, mình sẽ được một nồi gà luộc vàng tươi rất là đẹp như thế này đây. Bây giờ thì sẽ trộn gạo và đem xào sơ một chút. Gạo này thì mình đã ngâm để lát nữa nấu nhanh hơn ấy. Trộn gạo với lại một ít muối và bột nghệ, xào sơ gạo với nghệ và hành tím cho thơm, và thêm lòng mề của gà vào nữa. Lấy gạo đã xào sơ cho vào nồi, đổ phần nước luộc gà hồi nãy vào rồi nấu cơm liu riu lửa. Bây giờ thì chặt gà và xếp ra đĩa rồi chờ cơm chín thôi. Da gà thì vàng óng, phần thịt trắng tươi, nhìn là thấy hấp dẫn rồi ấy. Trong lúc chờ cơm chín thì mình chiên thêm một con cá diêu hồng nữa, lát ăn thêm cho nó đỡ ngán. Đấy, lâu lâu mà muốn ăn ngon là hơi cầu kỳ, loay hoay như vậy cũng mất cả buổi ấy. Đoạn này là bắt đầu lười lười rồi mà vẫn chưa có nước mắm để chấm nữa. Tới đây mới thấy sự lợi hại của nước mắm Nam Ngư pha sẵn này. Nam Ngư này có 3 loại nước mắm pha sẵn để phù hợp với mọi món ăn luôn, với Nam Ngư ớt tỏi Lý Sơn, Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn với gừng đặc sản Nghệ An ấy, vị gừng cay đậm thơm phức ạ. Và cuối cùng là Nam Ngư me tươi Nam Bộ, mắm me sệt sệt, vị chua ngọt tứa nước miếng luôn ấy. Gà luộc thì mình sẽ chấm với Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn, nước mắm sánh mịn, rất là nhiều tỏi ớt luôn nha, chấm ngập nước mắm luôn vì vị đã khá cân bằng rồi, không có bị mặn hay là ngọt quá đâu. Còn cá chiên thì mình sẽ chấm với Nam Ngư me tươi Nam Bộ, mắm me sền sệt, mùi me thơm lắm, rót ra cái là chảy nước miếng luôn ấy, không cần phải băm tỏi ớt gừng gì cả, chỉ cần rót ra chén thôi là mình đã có nước mắm chấm ngon đúng điệu để thưởng thức các món ăn rồi, rất là phù hợp cho cuộc sống hiện đại bận rộn luôn ấy. 10 điểm cho sự tiện lợi này. Lần đầu làm món trứng gà nướng kiểu Thái Lan và thành công ngoài mong đợi luôn của mình. Thấy mọi người làm ngon quá mà không kiếm đâu ra để ăn thử cả, nên là mình tự làm luôn. Đầu tiên là phải chuẩn bị cái vỏ collagen này, gọi là vỏ xúc xích ấy. Đem về thì nó sẽ còn khô và giòn, mình đem nhúng nước là nó sẽ mềm ra, dễ làm hơn ấy. Trứng gà thì mình làm lần này khoảng 9 quả thì sẽ ra được tầm 6 xiên như thế này, nêm gia vị nhạt nhạt thôi, để lát nữa mình còn chấm muối nữa. Mình sẽ đánh trứng đều tay cho tới khi nhuyễn mịn luôn, sau đó kiếm một cái rây lọc để lọc vỏ trứng bị lẫn với lại lòng trứng đang còn chưa tan ấy. Lọc xong là trứng nó sẽ sánh mịn, hấp dẫn như thế này này. Bây giờ là sẽ có hai kiểu, một là bỏ thêm tiêu xay nhuyễn, ăn sẽ cay cay the the, hoặc là không bỏ tiêu, như mình thấy thì không bỏ tiêu trông thành quả sẽ đẹp hơn nha. Bây giờ thì mình sẽ dồn trứng vào trong cái vỏ xúc xích đã ngâm nước lúc ban đầu á, dồn một cây ngắn ngắn thôi, để lỡ có bị bể thì vẫn còn cây khác nha. Cột hai đầu của cây xúc xích lại, chừa một khoảng trống khoảng độ 2 ngón tay để lát nữa hấp trứng nó sẽ còn nở ra ấy. Vậy là ổn rồi, trông nó sẽ như thế này này. Cây mà không có hạt tiêu á thì trông nó sẽ đẹp hơn này. Nhà mình thì không có nồi hấp, cũng không có sừng hấp luôn. Mình bắc một nồi nước to, kê một cái tô bên dưới, rồi cho đĩa xúc xích trứng vào hấp thôi. Hấp khoảng 20 phút, cho tới khi trứng chuyển đều màu. Mình hấp với lửa nhỏ, không lật mặt và cũng không tác động gì luôn cả. Và nó cũng không có bể đâu nha. Chờ cho tới khi trứng chín thì mình đem ngâm với đá lạnh để giữ màu. Khi trứng nguội nó sẽ đông lại và không có bị bể nữa đâu. Cắt nó sẽ dễ như là cắt xúc xích luôn ấy. Lúc này là mình đã thấy ngon ngon, hấp dẫn rồi. Mình xiên vào trong xiên que, đem nướng với than củi. Bước này quan trọng nha. Nướng với than củi trông nó sẽ ngon hơn và thơm hơn ấy. Phết nước sốt lên nữa là thơm nức mũi luôn. Lúc này thì trứng nó sẽ chuyển sang màu vàng rụm, hấp dẫn lắm. Chấm với muối tiêu chanh nữa. Cảm nhận khi ăn thì vỏ xúc xích sẽ dai giòn sần sật, phần trứng đông mịn, ăn xốp xốp ở trong miệng ấy. Món này ăn ngon, lạ miệng và mình làm lần đầu mà thành công luôn ấy, thì chắc chắn là mọi người ai cũng sẽ làm được thôi. Chúc mọi người thành công nha.